Hello, Mỹ Thắm xin chào các em. Chào mừng các em đến với kênh của cô Thắm nha. Ngày hôm nay thì cô sẽ dạy cho tiếng các em starter, luyện thi starter. Get ready for starter. Unit 1, lesson 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ học cùng cô nhé. Get ready for starters. Ở phần đầu tiên là đọc và viết. Các bạn sẽ viết yes hoặc là no. Yes là đúng, no là sai. Câu thứ nhất: The duck is yellow. No. The fish is purple. Yes. The mouse is gray. Con chuột thì màu xám đúng không các bạn? Yes. The goat is orange. Con dê thì màu cam. Các bạn thấy con dê có màu cam không các bạn? Con dê không có hai màu cam thì là no. The bird is red and green. Con chim thì màu đỏ với màu xanh đúng không các bạn? Con chim thì màu đỏ với màu xanh. No, cái đây là màu hồng ha các bạn. The cow is black and white. Yes. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần 1, chuyển sang phần 2. Em hãy tô màu và nói cho cô ha. Đầu tiên là con cá thì các bạn sẽ tô màu cho cô này. Ví dụ mình tô màu vàng thì mình ghi là the fish is yellow. Con chim là the bird. This bird is blue. Mình tô con dê là this goat is gray. This cat is yellow. Hoặc là this dog is black. Tùy vào thuộc cái màu mà mình tô và mình sẽ nói ha. Chúng ta di chuyển cho cô nè. What is a plural? Một danh từ số nhiều thôi các bạn. Số nhiều nghĩa là gì? Số nhiều có nghĩa là hai vật, hai người trở lên. Đừng có gõ con, đi ra kia lấy gì nè mà. Rồi các bạn nhìn cho cô nè. One rabbit. Số nhiều có nghĩa là hơn một. Three rabbits. Ba con thỏ. Singular. Số ít là một. Số nhiều là lớn hơn một. Hai trở lên thì đã gọi là số nhiều rồi các bạn. One dog. Dog. Những con chó. One door. Door, những cánh cửa. One pencil. Pencil, những cây bút chì. One lamb và lamb. Các bạn di chuyển cho cô nè. Hầu hết những danh từ số nhiều thì sẽ thêm s để làm, để là thay đổi ha. Ví dụ như one bear thì cái này sẽ là three bear, thì phải thêm s vào cho cô, các bạn thấy không? Tiếp theo là desk và book sẽ là books, pen, pen, mình, tray, tray và dog, dog. Là đa số danh từ số nhiều là chúng ta sẽ thêm s vào sau ha. Nếu từ kết thúc bằng một trong những âm đây, âm sờ, âm chờ, âm sờ sờ, sờ sờ giờ, thì chúng ta hay có công thức là ông xấu xuống sân chơi, súng dởm. Các bạn sẽ thêm cho cô là es, then as, es. Ví dụ danh từ số nhiều, brush, one brush thì two brushes, box, boxes, glass, glasses, this, thisic, church. Rồi bây giờ chúng ta thấy có một số danh từ thì nó giống như danh từ ở số ít, vừa là danh từ số nhiều. Ví dụ như ship, số nhiều cũng là ship. Fish, số nhiều cũng là fish. Deer, số nhiều cũng là deer. Aircraft, số nhiều cũng là aircraft. Và species, thì số nhiều cũng là species. Ở phần này các bạn sẽ nhìn và viết cho cô ha. One sheep, two sheep, one mouse, six mice. Con chuột là mouse nhưng mà số nhiều là mice. One duck, four ducks, one fish, five fish. Hành rồi á. A mosquito. A hoặc là anh hả các bạn. A panda. A butterfly. Patrice. Bây giờ các bạn sẽ thêm về hình thức số nhiều cho cô ha. Mosquito. Rồi cái này chúng ta sẽ thêm cho cô là panda, thêm s. Turtle thì sẽ thêm s. Monkey thì mình sẽ thêm s.
Hippo là chúng ta sẽ thêm es, bear là sẽ thêm s, donkey là chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn và thêm es, ship thì chúng ta sẽ giữ nguyên, fly là con ruồi thì chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn và thêm es, butterfly thì chuyển y dài thành y ngắn và thêm es, ostrich thì chúng ta thêm là ostriches, horse thì là thêm s, mouse là thêm là gì, mice, true mice, wolf thì chúng ta sẽ đổi f thành v và thêm es, zebra thêm s, flamingo thêm es, snake thêm s, giraffe thêm s. Cảm ơn các em đã lắng nghe. See you next time.